Xin chào tất cả quý bà con. Sau khi chúng tôi chia sẻ video hướng dẫn sử dụng Cetonin 15PR để phòng trừ ốc sên gây hại trên cây thanh long, thì có rất nhiều bà con nhắn tin và gọi về đường dây nóng của công ty rằng có thể ngâm Cetonin rồi lọc lấy nước đem đi phun được không? Hiệu quả nó như thế nào và nó có ảnh hưởng đến cây trồng hay là không? Để giải đáp những thắc mắc đó, hôm nay tôi sẽ làm một cái thực nghiệm nhỏ để chứng minh hiệu quả của Cetonin 15PR trong việc xua đuổi cũng như là phòng trừ ốc sên bằng phương pháp ngâm lấy dịch để phun lên cây. Xin mời tất cả quý bà con cùng theo dõi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị nguyên vật liệu để tiến hành cái thực nghiệm nhỏ này nhé. Đầu tiên chúng ta cần 25g Cetonin 15PR và chuẩn bị cồn 70 độ. Bà con có thể dùng cồn từ 55 cho đến 70 độ hoặc là methanol. Nếu bà con dùng cái cồn mà có nồng độ cao hơn sẽ dễ gây bay hơi. Còn nếu mà dùng cồn có nồng độ thấp hơn thì làm giảm cái khả năng chiết xuất cái hoạt chất diệt ốc trong Cetonin này. Bây giờ bà con sẽ cho 25g Cetonin 15PR vào cái hũ có nắp đậy. Rồi cho tiếp tục 25ml cồn 70 độ vào ngâm trong vòng 1 giờ. Để đạt cái hiệu quả tối đa, bà con có thể ngâm trong một đêm mới sử dụng cái dịch ngâm này. Sau khi ngâm được 1 giờ, chúng ta sẽ cho thêm vào hỗn hợp này 500ml nước. Sau đó lọc bỏ phần xác, lấy phần nước mang đi phun. Cái tỷ lệ chúng ta khi ngâm với cồn đó là nếu mà chúng ta ngâm cái tỷ lệ là 25ml cồn thì chúng ta phải pha với 500ml nước. Để tăng cái hiệu quả bám dính, trải tràn đều khắp trên mặt lá, chúng tôi sẽ cho pha thêm là 0,5ml trên 500ml nước này bằng cái sản phẩm là Cetotetrabiolin Impress 80. Sản phẩm này không phải là thuốc trừ ốc nhé. Với cái thực nghiệm này nhằm đánh giá xem ốc sên nó có phát hiện ra cái hoạt chất tiêu diệt nó trong cái dịch trích từ Cetonin 15PR hay không, và nó có khả năng tiêu diệt được ốc sên bằng cách phun cái dịch trích này lên lá và để cho khô. Sau đó thì chúng ta sẽ thả ốc lên và xem cái việc hoạt động của con ốc nó như thế nào. Sau khi chuẩn bị xong dung dịch, tôi sẽ tiến hành phun từ hơn nửa lá cho đến chớp lá, sau đó thì để khô. Sau thời gian chờ khô, chúng ta sẽ chuẩn bị những con ốc sên khỏe nhất nhé. Thì sau hơn 10 phút các lá được phun Cetonin đã khô, ta vẽ 3 cái vạch để 3 con ốc chơi trò chơi đua với nhau nhé. Tôi sẽ đặt những con ốc này phía cái vạch xuất phát từ về phía cuốn lá là nơi không có phun thuốc và hướng về phía lá. Và giờ chúng ta sẽ tiếp tục xem ba con ốc này nó đi ai con nào đi đến đích trước nhé. Chúng ta có thể quan sát thấy được ba con ốc sau khi thò đầu ra thì không tiến tới mà ngoảnh đầu đi về phía khác.
Bây giờ thì ba con ốc đã quay đầu và không đi qua vạch giới hạn nữa. Điều này có thể thấy rằng ba con ốc nó đã cảm nhận được sự nguy hiểm từ dịch trích của cytonin 15BR phía trước. Và điều này đã cho thấy rằng cytonin có khả năng xua đuổi được ốc sên. Vâng các bạn, bây giờ con ốc giữa nó đã đi qua lá của con ốc bên phải. Bây giờ tôi sẽ lấy cái lá của cái ở giữa, chúng tôi sẽ chuyển qua cái hướng đi của con ốc xem nó có từ bỏ cái hướng đi, có phải là nó từ bỏ cái hướng đi mà có cái vật chất này hay không. Kết quả đúng như dự đoán, và khi tôi đặt cái đầu lá mà có phun cái cytonin thì khi con ốc mà nó bò đến vị trí cái lá này, nó đã quay đầu, nó trở ngược lại, nó không tiếp tục để mà đi qua cái lá mà tôi đặt ở bên đặt bên trên. Quý vị có thể thấy con ốc đã bắt đầu có sự tiếp xúc với phần có thuốc. Chúng ta có thể thấy con ốc bên trái đã không còn hoạt động nữa. Và bây giờ thì thêm một con ốc nữa đã lật ngửa. À, tính lúc này thì con ốc còn lại nó cũng đã kiệt sức rồi. Như vậy, khi chúng ta dùng dịch trích từ cytonin 15BR sau đó phun lên lá thì cũng có khả năng xua đuổi và tiêu diệt được ốc sên một cách hiệu quả. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hãy ủng hộ bằng cách bấm like hoặc đăng ký để được theo dõi các video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.